Lớp mẫu giáo tư thục có thể tăng lên 70 trẻ. Đây là nội dung sửa đổi theo dự thảo sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến và trước thông tin này thì nhiều phụ huynh đã phản đối quy định trên vì giấy lên những lo ngại thời gian qua liên quan đến bạo hành trẻ em từ những cơ sở mẫu giáo tư thục. Trong dự thảo thông tư sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục được sửa đổi về số lượng trẻ từ 50 lên thành 70 trẻ. Theo nhiều phụ huynh, việc tăng thêm số trẻ tại các cơ sở trong trẻ tư thục sẽ không đảm bảo chất lượng giáo dục và có thể gây ra nhiều vụ bạo hành trẻ em. Đặc điểm của các phụ huynh gửi trẻ trong nhóm trẻ thường là các công nhân nhập cư, lao động nghèo, thời gian eo hẹp, thu nhập thấp. Các cơ sở này hầu như không có camera để phụ huynh giám sát. Bên cạnh đó, việc giám sát của cơ quan chức năng còn hạn chế, đơn vị quản lý thuộc cấp xã phường không có đủ chuyên môn. Đặc biệt, vấn đề đáng lo ngại nhất chính là trình độ chuyên môn của chủ nhóm trẻ, bảo mẫu còn nhiều hạn chế. Theo quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định. Với điều kiện này, chủ nhóm trẻ dễ dàng đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên chất lượng vẫn là điều đáng lo ngại. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến cho dự thảo cho đến hết ngày 24 tháng 5.